Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau vào thứ bảy hàng tuần để theo dõi những diễn biến tại giải bóng đá hạng B thành phố Hà Nội lần thứ tư năm 2024. Và trước mắt chúng ta là màn đối đầu giữa Thế Anh 28 và FC Sao. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 5 của Hà Nội Serie B năm 2024. Chúng ta đang nhìn thấy đội hình của các cầu thủ Thế Anh 28 của huấn luyện viên Lại Văn Khương. Số 1 đó là thủ môn Ngọc Toàn, các cầu thủ số 9 Đức Dũng, số 11 Vũ Đức Nhật, số 15 đội trưởng Tính Trọng, số 16 Mạnh Hiếu, số 23 Công Minh và số 68 Quý Tùng. Chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh của tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay với các ông Phúc Sơn, Đại Thịnh và Thanh Tùng. Còn đây là đội hình của các cầu thủ FC Sao của huấn luyện viên Nguyễn Công Cường. Số 1 đó là thủ môn Đình Lâm, các cầu thủ số 8 Tuấn Cò, số 10 Công Ô Jin, số 21 Xuân Kiên, số 22 Nghị Ngựa, số 27 Trọng Kiệt và số 97 là Quân Con. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ FC Sao là những người giao bóng trước và bảo vệ khung thành bên phía tay phải của chúng ta. Một nỗ lực đáng khen ngợi, Tuấn Cỏ không thành công. Bóng vẫn còn, dứt điểm. Cú sút cuối cùng là của Công Ô Dìn. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Cơ hội gần nhất thuộc về Tuấn Cỏ, nhưng anh đã không thể chiến thắng được Ngọc Toàn trong pha đối mặt. Cơ hội đây rồi, Quý Tùng. Đó là một ý đồ đưa bóng vào mù chính diện của số 68. Ở những phút gần đây không có nhiều những cú sút được tạo nên bởi cả hai đội. Đức Nhật, Trọng Kiệt cướp được bóng, nhưng đó là một tình huống xử lý thiếu an toàn đến từ số 27. Cơ hội đã đến với Văn Nguyên, nhưng đó là một tư thế dứt điểm bằng chân phải khi mà trụ không vững đến từ số 23. Công Ô Dìn, vẫn đang là Công Ô Dìn, đường truyền không vào. Cơ hội cho Tuấn Cò nhưng anh đã bỏ lỡ một khoảng cách gần. Một cú sút ăn nhiều xuống đáy bóng của Tuấn Cò, một cầu thủ đã được ăn tập chuyên nghiệp ở lò câu lạc bộ Hà Nội. Bóng đi vọt xa ngang. Đỡ bước một thay đến từ Tuấn Cò, nhà bóng tốt, Công Ô Dìn. Một cú sút vào góc gần, bóng đi thấp. Và vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ FC Sao. Những cơ hội cuối cùng cho hai đội ở trong hiệp đấu đầu tiên. Vũ Đức Nhật, cú sút ngay. Bóng đi trúng khung thành nhưng ở một khoảng cách xa như vậy thì thật khó để có thể đánh bại Vinh Lâm. Cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Công Cường đang là đội bóng sở hữu nhiều cơ hội hơn, nhưng họ vẫn chưa thể tìm thấy mảnh lưới của Ngọc Toàn. Cú sút không vào, bóng vẫn còn, dứt điểm tiếp theo vẫn không vào. Cú sút cuối cùng là của Đức Dũng. Cơ hội ngon ăn đầu tiên ở trong hiệp 2 thuộc về cầu thủ Thế Anh 28. Văn Nguyên, Đức Dũng, vẫn đang là Đức Dũng, qua người tốt, có cơ hội đây rồi, Đức Dũng. Nếu như Đức Dũng thực hiện một cú sút ở nhịp trước đó thì có lẽ là hợp lý hơn, nhưng anh đã cố gắng vượt qua cầu thủ thứ 3 bên phía đội bóng áo đỏ. Chúng ta cùng xem lại tình huống solo của Đức Dũng. Qua một cầu thủ, hai cầu thủ và cố gắng giữ bóng thêm một nhịp. Sút vào! Cú đá đầy quyết đoán của Thành Henry. Một cú đá căng như kẻ chỉ đến từ cầu thủ Mao số 9. Một sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Công Cường trong hiệp 2 và nó đã phát huy tác dụng
Một cú đá đầy quyết đoán sau đường chuyền của Nghị Ngựa. Bóng đi tung nóc lưới. Cơ hội đây rồi, lốp bóng không thành công. Một tình huống phát động tấn công nhanh, tuyệt vời đến từ Ngọc Toàn. Nhưng Đức Dũng đã không thể chiến thắng được Đình Lâm ở trong pha đối mặt. Ngọc Toàn, cú sút của Ngọc Toàn. Một màn đối đầu của hai thủ môn Ngọc Toàn và Đình Lâm. Pha bóng tay đầy táo bạo đến từ người gác đền bên phía Thế Anh 28. Ngọc Toàn, Mạnh Hiếu, cú sút ngay. Tốc độ của Thành Henry làm gì đây? Đưa chuyền cho Linh Bách, kịp không? Bóng vẫn còn. Linh Bách. Đường chuyền của Linh Bách. Bóng vẫn còn. Cơ hội dứt điểm, không vào. Một cơ hội rõ ràng dành cho FC Sao. Cú sút của Ngọc Toàn. Vẫn chưa có bàn thắng cho Thế Anh 28. Nghị Ngựa vẫn có mặt đúng lúc đúng chỗ để phá bóng thành công. Chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi cho nỗ lực có điểm của đội bóng áo xanh. Phối hợp hay. Goal! Một đều. Bàn thắng ở những giây bù giờ của các cầu thủ Thế Anh 28. Huấn luyện viên Lại Văn Khương đã chạy vào sân để ăn mừng cùng với những người học trò của mình. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền là của Bùi Anh Đức. Và sau đó là nỗ lực chuyền bóng của Thanh Bình dành cho Đức Dũng. Nỗ lực qua người, bóng xuống đấy. Quân Còn là người đã phá bóng. Và đây cũng là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đối đầu giữa Thế Anh 28 và FC Sao. Thanh Henry là người đã giúp cho FC Sao có được bàn thắng mở điểm từ một cú đá căng. Bóng đi vào góc cao và đánh bại được Ngọc Toàn. Nhưng ở phút 60 cộng 2 thì Đức Dũng đã tận dụng tốt được đường kiến tạo của Thanh Bình để dứt điểm vào lưới trống, đem về một điểm cho các cầu thủ Thế Anh 28. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.